Chiều nay, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ phát động thi đua năm 2022. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, mưu trí, dũng cảm, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong năm, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã bắt gần 500 kg ma túy các loại, 1,5 tấn pháo nổ, hơn 28.600 lò mỹ phẩm, 100 kg vật liệu nổ, 25 container trên 330 tấn hàng hóa nhập lậu, hơn 180.000 khẩu trang y tế, 15.000 lít dầu DO, trị giá ước tính trên 100 tỷ đồng. Mới đây nhất, trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 10 tháng 12, đơn vị đã thực hiện thành công chuyên án A21121 và A2521, triệt phá đường dây lợi dụng luồng xanh để buôn lậu từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 24 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Với chiến công này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì cho tập thể đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án A21120. Cá nhân Đại tá Bùi Đức Trung, đoàn trưởng, được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì.